Hey, xin chào các bạn. Nay đây. Đây nè, bạn còn nhìn cái đường từ nhà mình đi ra xuống ở chỗ Hồi Hoa, ở chợ. Đây các bạn nhìn thấy trang trí rất là đẹp. Đây, hôm nay thì ở nhà dẫn mấy đứa nhỏ, mấy đứa cháu đi xuống đường Hoa với lại hội chợ các bạn. Bây giờ đi bộ ra nè. Đây là công an huyện nè. Đây. Chút nữa sẽ tới cái trường học, ngày xưa mình học cấp 3. Chạy xe đạp đó. Ừ, đi nhanh hơn. Đây, đường vắng vẻ không các bạn? Các bạn nhìn thấy đường vắng vẻ không? Bây giờ là mới có 6 giờ rưỡi. 6 giờ rưỡi mà vắng hoe luôn. Gì? Nè, quay cậu đi. Okay. Các bạn, cái đường Nguyễn Văn Côn thì đây là cái đường mà trung tâm, không có phá trung tâm hành chính của huyện, ủy ban nè. Đây là trung tâm. Ê, sao mình đứng thấy được đơn? Có cái cột sống cắt xanh nè. Tại gì? Các bạn nhìn thấy không, vắng vẻ nè. Đó. Rất là dáng vẻ mùng một nè. Nhưng mà tới cái chỗ kia là bắt đầu đông đúc. Đông đúc trở lại thì đó là cái đường hoa rất là đẹp. Mấy năm trước thì cái hội chợ ở đây thì tới ngày 30 đúng không Khải Linh? Đúng rồi, 30. 30 là kết thúc. Thì hôm nay thì năm nay thì người ta kết hợp giữa cái đường hoa với hội chợ, nên nay thì tới mùng 4 mới kết thúc. Đấy, mỗi năm mình sớm không? Mỗi năm dưới trường Nguyễn Văn Côn cắm trại là 23 tháng chạp á, 23 đưa 28 giờ trời á. Rồi đây. Sắp tới cái trường mình học rồi. Trường cấp 3. Trường cấp 3 thì bây giờ là Khải Linh cũng học trường cấp 3. Khải Linh năm nay lớp 11 phải không? Thi là gì, hè này vô năm lớp 12 hả? Hè này vô lớp 10. Hè lớp 12 với lại xuống nè. Đó. Chút nữa thì mình sẽ quay cái trường cho các bạn xem. Đây, quẹo ở đây là đi xuống hội chợ nha các bạn. Đây là hội trường huyện Gòn Đông, tổ chức hội họp gì sự kiện gì là tổ chức ở đây. Các bạn nhìn thấy nè. Khoảng 2 năm nay là được trang trí những cái này các bạn, không khác gì trên phố luôn. Rất là đẹp. Đời sống xã hội được nâng cao. Đèn hai bên đường đèn giống như trên phố, các bạn đi ra đường trung thành phố mà hai bên đường trang trí á. Té nha. Đây là tới trường rồi nè, đây là cổng sau nè. Ngày xưa thì đây là đi học nghề. Ở trong đây có học nghề không? Lên đây. Ở đó học nghề thì ở trong đây nè bạn, đi vô trong đây. Trung tâm nghề. Đây là trường Nguyễn Côn nè. Đây là cổng sau nè. Ngày xưa bạn lúc còn đi học là ngay chỗ này có một cô bán đồ, bán bánh á. Rồi tới giờ ra trên đây là mua một bịch chè đậu trắng. Đây, giờ đi xuống. Đây là cái đường đi xuống đường hoa nè các bạn. Đấy, bạn thấy trang trí chưa? Thì bây giờ mình khoan hãy đi đây. Mình sẽ đi xuống cái trường Nguyễn Văn Côn trước. Nè Cherry, ba dẫn. Cái trường học ngày xưa ba học ở đây nè. Có này luôn, học ở đây nè. Đó. Đã mũi quá. Trường nè. Ở đây là phòng giáo dục. Ủa phải không? Phải phòng giáo dục không? Hay là viện kiểm sát, tòa án vậy? À này, tòa án. Phòng giáo dục là dưới kia. Đó, cái nhà đang rắn ngay cho đó. À đây là viện kiểm sát mới xây lại các bạn.
Đây viện kiểm sát, đây đối diện trường. Đây trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Côn. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Côn, đây là cái trường mình học cấp 3 nè. Bây giờ trường đèo lắm các bạn ơi. Trường bây giờ cơ sở vật chất trang thiết bị đẹp lắm phải không Khải Linh? Ừ, đây. Chuẩn luôn á. Chuẩn luôn á. Chuẩn luôn á. Không? Ừ. Đóng cửa rồi. Giờ sáng vô mới được. Rồi quay lại, giờ mình đi xuống đường hoa. Quay lại nè. Rồi, bây giờ mình đi xuống đường hoa nha các bạn. Xuống đường hoa. Giờ mình đi xuống đường hoa. À, bây giờ là tới khu vực đường đôi các bạn. Đường đôi có nghĩa là với mình kêu đường đôi có nghĩa là nó có cái giải phân cách chính giữa này, hai chiều. Thì cái đường này á là để khi mà có cái tổ chức các cái sự kiện thể thao như là thể thao như chạy đua, chạy vượt dã rồi đó, là chạy vòng vòng cái đường đôi này nè. Đây các bạn nhìn xuống hai bên đường trang trí rất là đẹp. Hả? Ít khi chạy này. Vậy chạy nào? Như chạy chỗ dưới trường hả? Chạy đường dưới trường với có khi là không có xe chạy chạy từ. Đây là chi cục thuế nè các bạn. Nhớ chạy đó, nhớ chạy từ chạy hãng Honda tới đây nè. Ừ. Nhìn đẹp rất. Hai bên đường trồng hoa giấy rất đẹp các bạn. Đây. Ở chỗ mình gọi là thị trấn Tân Hòa. Đấy. Sao bữa nay mà sao ít đó vậy Khải Linh, ta đi mấy ngày trước hết hả? Khai trương ngày mấy vậy? Khai trương ngày thứ hai. Ồ vậy là các cơ sở ban ngành là đầm đây hết. Đây là tòa án nè. Tòa án. Thì cái khu mình ở là khu trung tâm hành chính các bạn. Xung quanh là các hoa nè. Ở bên kia cũng có hoa kìa. Ờ nhiều lắm. Wow, quá đẹp luôn cơ. Rồi trước cổng cái đường hoa nè bạn. Người ta trưng bày mấy cây bonsai nè. Không phải cái cây đâu, này cây kiểm mới hả? Ờ, cái em đi dạt ra bên kia. Này là cây bonsai. Bonsai hết rồi. Bông giấy nè. Ở con bông giấy nè. Cái gì? Cây seri. Luôn. Cái này seri các bạn. Cây seri nè. Cô này cái gì vậy? Kiểm không có trái cô. Kè đi với mấy em kìa. Cây này cây mai, chiếu thị. Ừ. Mai thơm lắm. Cái này cây si. Cái này cây gừa. Cây gừa hả? Cây gừa. Đây đây. Đúng rồi ta đây. Quay. Đây nha. Ở bên đây là cổng tình yêu nè. Ờ, bên đây là cổng đường tình yêu. Bên đây có trái tim nè, đi bên đây. Có thanh long. Bánh tét. Cầu dừa đủ xài. Cầu dừa bơm dúi xài. Ba con cá heo. Đây thì cái mô hình dừa nướng nè các bạn. Đám lá tối trời. Chương trình khởi nghĩa đó các bạn. Đúng không Khải Linh? Phải đám lá tối trời Trương Định khởi nghĩa đúng không? Mày ngồi được. Mày ngồi để cây vô. Ôi ơi, chút cái chụp bảy rồi giờ. Rồi, có cầu tình yêu luôn. Wow. Cầu tình yêu. Cầu tình yêu. Cầu tình yêu, để qua thử coi. Để để cho bạn. Thank you.
Ở đây chắc mấy ngày rồi phải không? Nên chắc ít rồi phải không? Mấy ngày rồi chứ mấy ngày xây. Lúc mà mới ngày đầu tiên là đông lắm phải không? Đông ngày 2-3 ngày trước là sao? Chụp Mickey. Đó. Đường hoa cũng đâu chỗ này đẹp quá trời đẹp nè. Ừ. Khải Linh có đá banh đây không? Sân banh nè. Sân banh nhân tạo nè. Hà Nam cũng đá đây phải không? Đá sân là phải không? Đây nè. Năm nay tôi quyển tất cả các cô không những phô diễn mà đi hát á. Chắc nó khóa cái nhà rồi quá. Đây, vô hội chợ. Đồ ăn. Rồi đây, mấy thánh này gặp mấy thánh này khoái bắn súng nữa. Rớt hả? Rớt rồi kìa, rớt rồi kìa. Đa nhân lại đây không phải để bán trong loại mới tặng cặp mới có tiền lương để 10.000 đồng chơi 10.000 đồng chơi. Wow, được một chai nó bắn rớt rồi nè. Bắn lại xem. Ăn kén bắn hả? Dính vô đó rồi. Gỡ ra. Rồi. Rồi. Để Ken bắn nha. Đây coi Ken bắn nè. Thế là hôm nay không có dám không cuốc gì mà không dám nhậu luôn. Ghê. Bắn nữa không? Mấy? Nè cầm quay đi. Quay cậu. Và bán cho ba lo hộp vậy á. Ờ cái hộp gì vậy? Dạ, tám viên nữa. Vậy anh bắn lẽ anh lấy 10.000 4 viên anh lấy 2 lần là 20.000 8 viên. Không có. Rồi tại tấm anh. Quá đẹp luôn. Ta hồi về là màu tươi xanh đó ta. Ta bán cái loại mới đó. Là loại mới, tập tập mới với cho tôi lương nghỉ 10.000 đồng đi. Đây là bé ơi bán cho ta nè. 10.000 đi đó anh, 10.000. Bữa nãy đưa con viên lên. Chỉ ngã coi là chơi rồi.
Con một viên nữa đây chơi thể banh nè. Rồi được rồi hả, đẩy nhanh vậy. Rồi đi con ơi, đi xuống đây nè, chú mời mua đồ ăn ngồi đây coi chơi lô tô. Rồi đây là trò câu cua, nay nhiêu cây chị? 10.000 ba món hả? Ba đứa kìa nè, ba đứa ba cây nè, đúng rồi nè 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 Quy. Rồi được rồi, đủ rồi. Thì anh đưa rồi, anh đưa tiền rồi, anh đưa tiền rồi. Rồi mở lên con. Đâu, che đi câu được gì. Rồi từ từ để mở lên coi gì. Xong chưa, lại đây mở ra nè, lại đây mở ra, còn một con nữa chơi đi, cho con nữa đi Quy, câu ba con là gấu lớn gì. Ồ, được con gấu nè. Rồi xong rồi, giờ chúng ta xem quà nè. Gấu bánh gì vậy? Nước suối, kẹo, bánh gấu lớn. Còn con là gì vậy Quy? Rồi xong rồi con, chơi đi muốn câu nữa hả? Thằng Ken đựng gấu đâu? Chơi đi câu nữa phải không? Từ từ khoan hả con, để lấy cái khác, để ta lấy quà đã. Rồi lấy anh một cái ba con nữa nha. Con đủ chưa? Đủ năm con chưa? Đủ chưa? Rồi mở lên xem. Kẹo, nước suối, bánh. Rồi quá trời luôn bạn. Được quá đồ chơi, được quá trời đồ luôn hả bạn.